test chiếc máy Takeo TK15 này cho các bạn xem. Chiếc máy Takeo TK15 sử dụng động cơ 1.5 kW 100% dây đồng, được bảo hành một lỗi một trong vòng 12 tháng. Máy có thể băm được rất là nhiều nguyên liệu như là rau bèo, cây bắp, cây ngô hoặc là cỏ voi. Máy có thể băm được cây chuối có đường kính đến 12 cm. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Và đây là sản phẩm của chiếc máy Takeo TK15. Nếu các bạn muốn băm cho gà vịt ăn thì các bạn có thể băm lại thêm một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem. Và đây là sản phẩm sau khi băm lần thứ hai của chúng ta. Với độ nhỏ này thì các bạn có thể cho gà và vịt ăn. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy thái băm đa năng Takeo TK15 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tô Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.